ham lấy chồng giàu để đổi đời, nhiều cô gái phải đau đớn, chấp nhận cuộc sống cực khổ không hạnh phúc, mâu thuẫn với cả gia đình chồng. Kính thưa quý vị và các bạn, không phải ai lấy chồng giàu cũng được sung sướng và hạnh phúc, vì xã hội loài người luôn luôn tồn tại hai mặt tích cực và tiêu cực song song nhau. Sướng và khổ, trắng và đen, đêm và ngày, những điều này luôn luôn có mặt trong mỗi sự vật sự việc. Chính vì vậy mà khi nói lấy chồng giàu là sướng thì chưa hẳn đúng, vì thực tế đã có nhiều những trường hợp sau khi lấy chồng giàu nhưng phải sống cực khổ cay đắng. Lấy chồng nhà giàu là mục tiêu của rất nhiều cô gái trong hành trình lựa chọn ý trung nhân cho mình. Tuy nhiên không phải lúc nào sống trong sự đầy đủ, giàu sang cũng sung sướng. Nhiều khi chính những cô gái sống trong nhung lụa cũng phải khóc cho thân phận mình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện sau đây để rõ hơn. Gia đình người yêu khá giả, một đám cưới rình rang ở một khách sạn sang trọng là niềm vui và hạnh phúc của Thanh, mà đám bạn học phổ thông và đại học của cô không giấu vẻ trầm trồ và ghen tị. Chân ướt chân ráo về nhà chồng, Thanh đã được bố mẹ chồng mua tặng cho một chiếc xe ga xịn để đi làm. Một tháng sau ngày cưới, Triều Ý vợ chồng trẻ muốn ra ở riêng cho tự do tự tại. Một căn hộ chung cư cao cấp với đầy đủ tiện nghi được bố mẹ chồng mua và sang tên luôn cho cả hai vợ chồng, làm Thanh mừng muốn phát điên. Cô không ngờ mình lại hưởng phúc lớn của nhà chồng đến thế. Hai vợ chồng đi làm, lương cũng vào loại khá, lại chẳng phải lo sắm sang nhà cửa, đồ dùng trong gia đình nên tha hồ tiêu xài rủng rỉnh. Sinh con trai đầu lòng bụ bẫm kháu khỉnh, ông bà nội lại càng phấn khởi, chu cấp từng ly từng tí, từ tiền sữa bỉm cho bé, đến bồi dưỡng cho mẹ nuôi con và cả tiền thuê người giúp việc hàng tháng, được bà nội thanh toán cho hết. Thỉnh thoảng lên thăm cháu, bà còn xách theo túi nọ túi kia và xếp đầy vào tủ lạnh quả ngon vật lạ để con dâu bồi dưỡng cho cháu bà khỏe mạnh. Những dịp lễ Tết sinh nhật thì khỏi phải nói, nó luôn là cái cớ để ông bà phong bao cho thằng cháu đích tôn hay ăn chóng lớn, và cuối cùng chỉ có mẹ nó là sướng nhất khi đếm tiền thôi. Thanh bảo, may mà em lấy được chồng nhà giàu, chứ như mấy đứa bạn em, hai vợ chồng lấy nhau hai bàn tay trắng, nhà cửa phải đi thuê, lương chỉ đủ chi tiêu lại còn lo bao nhiêu thứ, thì không biết bao giờ mới ngóc lên được, đến con còn chẳng dám đẻ nữa là. Một trường hợp lấy chồng nhà giàu khác, đó là Phương, một nàng dâu trong gia đình giàu có, quyền thế giữa đất thủ đô thì lại kêu lên, lấy chồng nhà giàu khổ lắm chị ơi. Có người cười bảo, khổ như cô thì nhiều người muốn khổ lắm đấy. Nhà cao cửa rộng sẵn ở, con cái được ông bà chăm sóc, chu cấp đến tận răng. Tương lai lại được thừa hưởng hai dinh cơ trên phố cổ, vì bố mẹ chồng Phương chia tay nhau, chồng Phương lại là con một, còn kêu ca nỗi gì. Phương nhăn mặt nói, nhà chồng em giàu nên quan cách lắm chị ạ, bắt nề bắt nép đủ thứ. Mỗi lần mua biếu ông, biếu bà cái gì cũng phải nghĩ nát óc mới dám mua, thậm chí mua rồi còn vẫn sợ ông bà chê. Lương vợ chồng em thì thấp, nhiều lúc cũng chẳng dám tiêu hoang, nhưng đến thăm ông thăm bà mà không mua biếu hoa quả ngoại nhập, thì chỉ có nước bị vứt vào sọt rác. Có một lần vào ngày 8 tháng 3, em thật lòng trích lương, mua tặng bà cái áo trông cũng được. Thế mà em chưa ra khỏi cửa, bà đã gọi chị giúp việc lên cho luôn, làm em điếng cả người. Trường hợp của Xuân thì lại khác. Vợ chồng cô đã chuyển nhà cách đây chưa lâu, theo lệnh của bố mẹ và em trai chồng. Cô em gái chồng vừa bị chồng bỏ, bây giờ là chủ nhân mới của căn nhà mà trước kia hai vợ chồng Xuân ở. Cô tâm sự, vợ chồng em chẳng khác nào con rối, để mọi người trong nhà giật dây chị ạ. Cứ tưởng lấy chồng nhà giàu được sung sướng, ai ngờ, thà bố mẹ chồng chẳng cho gì, để mà mình biết tự lập có khi còn tốt hơn. Em mang tiếng là có nhà ở, nhưng có khác nào ở nhờ đâu. Ở đâu hay chuyển đi đâu, phụ thuộc vào sự ưa ghét, nóng lạnh thất thường của bố mẹ chồng. Vì tất cả giấy tờ đất đai nhà cửa đều là của ông bà, mang tên ông bà có quyền định đoạt. Nhiều lúc em cũng tính chuyện thuê nhà ở riêng cho yên ổn nhẹ nhõm, nhưng chồng em quen sống dựa vào bố mẹ rồi, nên không dám quyết vì sợ không kham nổi. Hàng tháng nay chẳng đêm nào em ngủ được, vì ông bà suốt ngày nhiếc móc cả nhà em, là một lũ ăn bám nuôi báo cô. Gia đình chồng giàu có, được trợ giúp một nền tảng kinh tế vững chắc, cũng là một thuận lợi, một niềm vui nhân đôi của các cặp vợ chồng. Khi mới bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, để tự tin vững bước hơn trong công việc và gây dựng cuộc sống tương lai, hạnh phúc cho tổ ấm của mình. Nhưng cũng không nên quá dựa dẫm, phụ thuộc hoàn toàn vào cái phao không phải là duy nhất đó, để có thể tự lập, tự chủ hơn trong cuộc sống.
lúc đó sướng hay khổ chỉ là do sự cảm nhận của mỗi người mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, có trường hợp lấy chồng giàu nhưng sống phải chắt chiu mới đủ tiền đi chợ. Như tâm sự của một chị gái sau đây là một minh chứng cho nỗi khổ khi lấy chồng giàu ấy. Ai cũng bảo tôi sướng, được làm vợ đại gia giàu có, lại hiền lành tu trí làm ăn, nhưng có mấy ai hiểu. Vì chồng mỗi tháng chỉ đưa tôi 3 triệu đồng, nên tôi phải chắt chiu từng đồng lẻ mới đủ tiền sinh hoạt. Mấy ngày nay, khi lắng nghe những chia sẻ của mọi người về chuyện chi tiêu trong gia đình, đặc biệt là những chị em phải chắt chiu tính toán, rằng co từng đồng mới đủ tiền sinh hoạt gia đình hàng tháng, mà tôi thấy đồng cảm và thấm thía nỗi khổ của người nội trợ. Bởi vì hơn ai hết, tôi cũng đã và đang rơi vào hoàn cảnh này. Thiếu tiền trợ, người vợ nào chẳng khổ, nhưng nhà khá giả, mang tiếng lấy chồng giàu, mà lúc nào cũng phải đau đầu tính toán, chắt chiu từng đồng lẻ mới đủ tiền trợ, thì thật không chỉ khổ, mà còn tủi nhục và xấu hổ nữa. Vậy nên chuyện nhà, tôi hiếm khi dám thổ lộ với ai. Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn cách đây 8 năm và có 2 con nhỏ. Tôi làm nhân viên lễ tân cho một công ty nhỏ, còn chồng tôi mở công ty kinh doanh máy tính và làm ăn khá phát đạt, có thể gọi nôm na là đại gia ở khu vực tôi sống. Nhìn gia đình tôi, ai cũng bảo tôi sướng được làm vợ đại gia giàu có lại hiền lành, tu trí làm ăn, nhưng có ai hiểu, tôi luôn phải chật vật kiếm tiền và co kéo từng đồng mới đủ tiền sinh hoạt. Mọi sự bắt nguồn từ tính quá ư keo kiệt của chồng. Chồng tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm nên từ bé anh đã quen với việc tiết kiệm. Có lẽ điều đó đã ăn sâu vào thói quen của anh, nên giờ dù thành đạt khá giả, thu nhập hàng năm tiền tỷ, nhưng anh vẫn cực kỳ tiết kiệm. Ngay từ thuở yêu nhau, tôi đã biết điều này. Anh từng khiến tôi xấu hổ với bạn bè, khi nhiều lần đi chơi cùng nhóm, anh luôn để cho bạn tôi trả tiền. Anh cũng từng khiến tôi không khỏi chạnh lòng, khi mà mỗi lúc đi đâu đó, cần phải gửi xe hay mua xăng, anh luôn bảo tôi trả tiền, vì anh không có tiền lẻ. Rồi gần ngày cưới, khi bàn tới chuyện ăn hỏi, anh tìm mọi cách để bảo rằng chỉ cần 3 cháp quà là đủ, trong khi thời đó, đám cưới nào tối thiểu cũng phải 5 cháp quà, có đám cưới thậm chí 7 cháp. Vậy nhưng tôi chấp nhận hết vì nghĩ rằng ngoài chuyện keo kiệt ra, anh là người khá hoàn hảo về mọi mặt và lại yêu tôi tha thiết. Tuy nhiên khi về sống chung rồi, mới thấy cuộc sống với người keo kiệt thật chẳng dễ dàng gì. Ngay từ tuần đầu tiên về chung sống, tôi đã hết sức choáng váng khi nghe chồng tuyên bố rằng ở gia đình anh sẽ là người tay hòm chìa khóa, mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi 3 triệu đồng để lo toàn bộ chuyện sinh hoạt ăn uống. Thiếu bao nhiêu thì tôi phải bù thêm lương của tôi vào. Anh bảo vợ chồng phải cùng nhau đóng góp thì mới có trách nhiệm và bền vững. Từ ngày cưới đến nay, dù thời giá đã tăng bao lần, nhưng anh vẫn giữ nguyên mức tiền đó. 3 triệu một tháng, trong khi phải lo đủ mọi khoản chi tiêu, trong khi lương tôi chỉ có 4,5 triệu đồng. Nhà tôi đông người, có thêm cả một cô em chồng, nên cộng cả hai khoản lại, cũng chưa đủ cho các yêu cầu cơ bản. Vậy nhưng mỗi khi tôi kêu hết tiền, thì anh lại hét lên. Tiêu gì mà lắm thế, khi tôi liệt kê các khoản chi cho anh nhìn, thì anh bảo nếu muốn có nhiều tiền tiêu hơn, thì tự đi mà kiếm, tiền anh còn phải để lo việc lớn. Rồi thì tiện thể, anh dẫn ra một loạt các cách tiết kiệm mà tôi nghe đã thấy phi thực tế. Nhưng rồi tôi nghĩ, đã lấy chồng rồi thì chấp nhận tính của anh thôi. Bởi lẽ đến mẹ đẻ mà cả năm anh mới biếu tiền có một lần vào dịp Tết mà tiền cũng chỉ gói gọn trong 1 đến 2 triệu mà thôi, thì tôi hiểu việc thay đổi hoàn cảnh là bất khả kháng. Rồi thì tôi cũng xoay sở đủ kiểu để có đủ tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Tôi tranh thủ nhận bán hàng online nên mỗi tháng cố gắng để được thêm 2 triệu cộng với tiền lương của tôi và 3 triệu anh đưa cũng ngót nghét chục triệu. Tôi cũng cố gói gọn các khoản chi trong tầm chục triệu, thiếu đâu tôi vay bạn bè và bố mẹ đẻ để bù vào. Cứ vậy cuộc sống 8 năm qua của tôi vẫn cứ diễn ra một cách trầm buồn như vậy. Nhiều lúc nhìn những người vợ khác được tung tẩy váy áo, được chồng tặng quà, gia đình đi du lịch đó đây mà tôi chạnh lòng ghê gớm. Nhưng rồi cứ nhìn hai con lớn lên mạnh khỏe, ngoan ngoãn, gia đình êm ấm mà tôi thấy lòng trùng lại. Hoàn cảnh nào thì sống với điều kiện đó, miễn sao gia đình êm ấm và con cái được sống trong đủ đầy, có đủ cả cha và mẹ là được, phải không các bạn? Vừa rồi là những chia sẻ về việc lấy chồng giàu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video.